Leave me for somebody else. I'm sweet and salty, milkshake. Enjoy my body, love to hate me, praise me, shame me. Hello, chào các bạn, mình là Jenny đây. Và hôm nay mình sẽ làm một cái ăn vặt cho công trường. Nên yes, quá là vui. Ok, vào thôi nào. Đây là ngày học của mình gọn vào một phút, nhìn quá là vui. Tự nhiên mình lại làm bài tập toán trong lớp tiếng Hoa. Quá là ngầu trời cái não của mình. Whoop. Tiếp theo là lớp sinh học. Mình đang xài cái kiếm hiển vi này để nhìn vào một cái lá. Mình ráng cho các bạn xem nhưng mình nghĩ là chắc không được rồi. Thôi bỏ đi, chả được gì hết. Trưa nay mình ăn quả chuối vào một cái granola bar này. Hôm nay mình ăn ít là vì chiều nay mình sẽ đi ăn. Yes. Ok, ăn chưa xong rồi. Hi. Hi. How are you? I'm great. That is great. I love being Jenny's friend. Aww. Tiếp theo là lớp mỹ thuật. Và hôm nay mình đang sơn cái này. Wow. Và bây giờ đi học là khỏi đeo khẩu trang nữa, chỉ đeo trong lúc ở ngoài thôi. Nhìn có ổn không? Whoop. Lớp sau thì mình sẽ sơn hoa anh đào vào. Đây là nơi mình yêu thích nhất. Hello hello, bây giờ là 3:45 và mình đã tan học rồi. Và chúng mình đang đi bộ ra khỏi trường. Ngón tay cái. Whoop. Úi dồi ui, hồi nãy mình sơn mà lại dính vào tóc mình luôn. Nhuộm tóc gì mà xì tông dữ vậy? Haha, và mình đã quên làm cái này. Đợi để mình lấy đã. Quá mạnh bạo. Phải gọi như là cái cặp mình là một cái rừng đúng không? Mòi mòi đồ rất là khó. Ok. Hồi nãy mình quơ quơ cái tay rồi làm rớt cái thẻ luôn. Nên hai chị kia đã tìm thấy và đưa cho mình. Hậu đạo gì mà dữ thế? Trước khi đi thì mình phải bôi kem chống nắng. Đây là kem chống nắng của hiệu Anasa, là một hãng từ Nhật. Và cái này có ba chức năng rất là hay. Đầu tiên là Thermal Booster, là lớp chống nắng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi gặp nhiệt độ cao. Và Aqua Booster, giống như là chống nắng có thể bền vững hơn sau khi gặp nước như là mồ hôi. Và nó có thể chống oxy hóa và tăng khả năng duy trì độ ẩm cho da nữa. Đây là dạng siêu lỏng nên nó rất là mềm mịn và thấm nhanh. Và hay một cái là nó không có bị kiểu như là rít rít và dính dính. Ok, để mình đút vào túi đã. Bây giờ thì mình sẽ thoa lên da. Wow, đã không kìa. Và vậy là xong rồi. Mấy hôm nay mình xài cái này rất là ổn luôn. Và mình nghĩ là nhiều bạn sẽ thích nữa. Ok, mình tiếp tục đi thôi nào. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị đi qua đường. Tại vì nhà hàng ở bên kia đường lận. Và đường này cũng khá là lớn nên mình cũng hơi sợ. Và nhà hàng kìa. Mình rất là sợ qua đường là vì mình nghĩ là một ngày đó cái xe nó có thể bùm vào mình. Có ai nghĩ giống mình không? Đi bộ vậy cũng như là tập thể dục. Bình thường tiết mục tập thể dục không xảy ra nên đây cũng là tập thể dục của mình cho hôm nay. Và trời đẹp không kìa. Và cuối cùng thì chúng mình cũng đã tới rồi. Làm cái trò gì thế? Nhà hàng này cũng mới mở nên mình cũng chưa bao giờ ăn đây bao giờ. Và nhà hàng này nhìn rất là đẹp luôn. Wow. Đi vào rồi nên mình sẽ cởi mặt nạ ra và nhét nó vào ba lô. Ok, bây giờ mình sẽ tham khảo menu. Và quá trời món luôn kìa. Có tteokbokki, mì và kimbap. Có tận 8 loại tteokbokki lận. Wow. Cũng có các món cơm nhưng mình sẽ không gọi cái đó. Và còn có alcohol. No. Để mình set cái camera đây nè. Đây thì mình đang thảo luận món cùng với bạn mình. We can get like 2 balls. Uh-huh. 2 seaweed sausage. Is it called seaweed sausage? That's only big size though. Yeah. That's why I was asking you want to get the meat. Gọi món thôi nào. Nhà hàng đã tặng chúng mình một cái tô súp này. Nhìn cũng ok. Để mình uống nước đã. Và mình sẽ thử nó để coi nó ra sao. Có ngon không? Quá là ngon luôn. Mình thấy các kimbap nên mình đã chạy tới và quay. Wow, nhìn đã không kìa. Kimbap đã tới rồi. Có tới 10 miếng lận. Wow. Nhìn ngon không kìa. Có cả mì và thịt bò luôn. Yes. Và cuối cùng thì cũng đã lên hết món. Chúng mình là khách hàng duy nhất ở đây nên rất là nhanh luôn á. Và ông chủ còn tặng khoai miễn phí nữa. Tốt bụng thế. Và đây là close up các đồ ăn. Chúng mình cũng khá là đói nên chắc sẽ ăn hết cái này thôi. Trời ơi, đũa Hàn Quốc khó xài quá à. Nó dẹp lép nên cầm tại lại bị trượt đúng không ạ? Whoop, được rồi. Và đây là phần chụp hình thumbnail. Còn lúc lắc nữa. Quá là nhục. Như vậy là đủ rồi. Lại cái đũa khó dùng này nữa. Hè, bây giờ mình sẽ ăn thử cái khoai tây miễn phí. Bánh gạo gì mà dài không kìa. Bạn mình đang cắt cho nó ngắn lại vì nó quá là dài. Chứ ăn cái này là hư cái đường ruột luôn. Trời ơi. Mình nghĩ là mình chưa bao giờ ăn tteokbokki nhưng mà nó dài vậy luôn á. Mình coi trên mạng là có người ăn là vừa ăn và vừa cắt á. Nhưng mình ưa nghĩ là có bao giờ ta lỡ cắt vào miệng của người ta không? Oh no. Hello. Quá là lớn luôn, không biết sao mình cho vào miệng nữa. Gì mà nhát thế. Và nó cũng ngon đó. Bây giờ mình sẽ thử cái tteokbokki. Và nó quá ư là ngon luôn. Ăn mà nhìn chán thế. Và bây giờ mình sẽ ăn thịt bò. Mình chưa bị ăn thịt bò với tteokbokki bao giờ luôn á.
thì mình muốn gấp nó lên nhưng nó lại không muốn gấp lên, nên mình đang kiểu chọt chọt nó. Cái chiêu chọt chọt này cũng hiệu quả. Mình còn chấm nước lẩu nữa. Phải gọi như là cái gì đây cũng siêu khủng á. Cục phô mai siêu lớn, cây bánh gạo siêu dài, và còn có cục kim bắp to đùng nữa. Cái miệng mình đang cảm thấy rất là thỏa mãn luôn. He he, cũng có cùng vấn đề với mình. No. Nhiều tùm lum luôn kìa, dơ giấy thế. Và đây là bánh xếp, cái này gọi là mandu thì phải. Cái vấn đề gấp của mình cũng hơi bị dữ dội luôn rồi á. Mình không hiểu sao người Hàn Quốc có thể gấp bằng cái đũa dịp lép này. Whoop. Ồ, tốt bụng thế. Đây là miếng có rong biển cuộn ở ngoài và còn có cái lớp giòn giòn nữa. Và mình sẽ chấm nó vào. Nói chung cái gì mình cũng chấm hết. Bây giờ mình sẽ chế biến một món riêng của mình. Ok, thì đầu tiên mình sẽ lấy cái rong biển cuộn này rồi cắt nó ra. Tiếng rất là phê tai luôn. Tiếp theo thì mình sẽ lấy trứng cút. Và cái đũa đó là cả trứng nữa rồi. Mình sẽ xài lại cái chiêu chọt chọt nữa. Ok ok, được rồi được rồi. Úi dồi ui, gì mà bẩn thỉu thế. Được rồi. Và mình còn cắt cái trứng thành hai nữa. Phê mắt mình quá. Ok, đầu tiên thì mình sẽ dùng kimbap, rồi cho lên cái rong biển cuộn, và lấy một cọng mì và thả nó lên. Wow, đẹp không kìa. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái món mình mới tạo ra. Nhìn hơi bị nguy hiểm. Oh no. Sau 20 phút thì chúng mình cũng đã ăn xong rồi. Thành quả thì cũng khá là ok. Chỉ còn kimbap và khoai. Nhưng khoai thì sẽ ăn từ từ. Và kimbap thì mình sẽ xách về ăn tiếp. Trời ơi, gớm thế. Ồ, và trên đây trang trí rất là đẹp luôn á. Mình không biết đây là cái gì nữa. Và đây là hóa đơn. Tổng cộng thì là 300.000. Giá cũng hợp lý. Bây giờ mình sẽ lôi cái ví của mình ra để trả tiền. Và hôm nay Jenny sẽ bao hi hi. Mình đã lôi ra 300.000 rồi. Rồi mình sẽ kẹp nó vào cái hóa đơn. Bây giờ mình sẽ đi ra và lên đường thôi nào. You go. Thank you. Aww. Mình đã quá là ngu nên mình đã quay slow motion. Mình không hiểu sao chuyện nó xảy ra nhưng nó đã xảy ra. Chắc mốt mình nên quay video mình như vậy ha. Đây là khúc kinh dị, đấy là qua đường. Nhưng lần này không có ai dẫn qua đường hết. Mình mong là mình sẽ ok. Let's go. Oh my god. A few moments later. Các bạn hãy đừng có nhát như mình nha. Mất công người ta phải cứu nữa. So now we're at my apartment. Ok, bye bye.